Những kỷ niệm về Trung đoàn 7, Sư đoàn 5 Bộ binh. Tác giả Đinh Hồng Lân. Phần 2. Buổi trưa, tiểu đoàn 3 Trung đoàn 7 cho người về đón Chương và Nguyện. Trên xe jeep bước xuống một trung úy trẻ măng, dây ba chạc mang trên người nhưng để lỏng không cài. Nón sắt với một lớp vải ngụy trang bằng vải rằn ri, bó lại bởi một sợi thun dẹp màu xanh cùng với một hộp chữ nhật phía trong, hộp băng cứu thương cá nhân. Cặp chiếc nón sắt dưới nách, ông trung úy trẻ bước lại gần chúng tôi, miệng cười cười tự giới thiệu. Tôi Lê Bách Việt, khóa 1. Chúng tôi cùng một lúc khép mạnh hai chân, giơ tay lên chào vị niên trưởng thứ ba mà chúng tôi gặp tại trung đoàn. Sau một lúc trò chuyện, chúng tôi được biết niên trưởng Việt đang giữ chức vụ đại đội trưởng tại tiểu đoàn 3 trung đoàn 7. Chương và Nguyện đưa mắt nhìn nhau. Biết ý, niên trưởng Việt quay sang họ bảo: "Hai anh đều là đàn em, tôi không muốn thiên vị. Vả lại tôi cũng không biết riêng gì hai anh trước đây, nên đã trình tiểu đoàn trưởng để ông ấy quyết định. Kết quả là anh Nguyện về làm đại đội phó cho tôi, đại đội chính. Tiểu đoàn còn một niên trưởng nữa, niên trưởng Rạng, đang làm trưởng ban năm. Tiểu đoàn đang đóng ở Bù Gia Mập, cách đây 20 cây số. Thêm một lúc hỏi han chuyện vãn, niên trưởng Việt cáo từ, hẹn có dịp sẽ gặp sau vì đường về khá xa, dẫn theo Chương và Nguyện. Khoảng hơn một tiếng sau, tiểu đoàn 4 trung đoàn 7 cho xe tới đón Thành và Hoàng. Tiểu đoàn này đang đóng tại Bù Nho, phía nam quận Phước Bình khoảng 8 cây số. Người đón là một thượng sĩ ban 1. Sau khi dò hỏi, chúng tôi được biết tiểu đoàn này cũng có một niên trưởng khóa 1, Vương Trọng Thiện, trưởng ban 5. Mọi người đi hết. Tôi nằm lại một mình trong cái bunker cạnh cổng, chờ đợi có trực thăng bốc về đơn vị mới. 3 ngày ròng rã trôi qua, chả thấy ai réo gọi. 3 ngày, tôi leo lên xe lam chở khách ra thị xã, lang thang cho đỡ buồn, vì hai niên trưởng Minh, Chiếu đều có công việc của họ. Tối kéo nhau ra câu lạc bộ hoài cũng nhàm chán. Buổi tối, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ miên man. Những ngày đám khóa 2 tụi tôi tụ họp ở đây thật ngắn ngủi. Chưa biết khi nào có dịp gặp lại nhau, tuy cùng chung một trung đoàn. Những ngày ngắn ngủi này cho tôi một ấn tượng về từng người một. Chương lầm lì, ít khi mở miệng. Tính khí có vẻ cọc cằn, khó thân cận. Thành la ba, miệng lúc nào cũng oan oan, cái gì cũng biết, nhưng có lẽ trăm voi không được bắt nước sáo. Nguyện hơi bộp chộp, gần như nhanh nhẩu đoản, nhưng thẳng thắn tốt bụng. Hoàng tặc răng, có lẽ cái biệt danh anh em trên trường đặt cũng khá chính xác. Hoàng rất nóng tính, có lẽ bản chất thật thà bộc trực của người Nam Bộ, nhưng sức chịu đựng thì rất khá. Bằng cớ là hôm bị lật xe, Thành la bai bãi, Nguyện nhăn nhăn nhó nhó, Chương luôn miệng kêu đau. Tôi nghĩ Thẩm, Hoàng và tôi không có gì. Tối về, Hoàng vén áo chỉ cho tôi thấy nguyên một mảng da lưng bị trầy trụa khá nặng. Riêng Thẩm, một mẫu người khá đặc biệt, da ngăm ngăm đen, đôi môi hơi thâm giống như dân hút thuốc phiện lâu đời. Nhưng miệng lúc nào cũng chúm chím mở nụ cười. Thêm vào hàm răng không đều đặn lắm, nhưng lại làm lộ cái răng khểnh khá có duyên. Có thể nói, Thẩm là tay tẩm ngẫm tầm ngầm chết voi. Không biết có em gái nào ở vùng hoạt động của chúng tôi chết vào tay Thẩm chưa? Vì thực tình, tuy chung một trung đoàn, hầu như rất ít khi chúng tôi có dịp gặp nhau sau đó. 2 hôm sau nữa, quá buồn, tôi ra thị xã, ghé trạm hàng không Air Việt Nam, mua vé leo lên máy bay vụ về Sài Gòn chơi thêm 1 tuần. Ngày tôi lên hậu cứ tiểu đoàn, một chiếc GMC về lấy đồ tiếp liệu cho tiểu đoàn. Tôi thắp tùng theo. Trên xe, tôi gặp một niên trưởng nữa, niên trưởng Thành.
Niên trưởng thành, trưởng ban năm tiểu đoàn, người trắng trẻo, tròn trịa, tính tình vui vẻ. Hèn chi các niên trưởng ở đây gọi là thành sữa. Sữa chỉ là vẻ bên ngoài, sống và tồn tại ở một đơn vị tác chiến 2 năm trời không dễ dàng. Vả lại không phải tự dưng mà về làm trưởng ban năm. Niên trưởng thành cũng đã từng có thời gian dài lặn lội ngoài các đại đội tác chiến. Sau khi trình diện tiểu đoàn trưởng, ở đây tất cả mọi người đều gọi bằng danh hiệu 92. Mặc dù sau lưng cũng có một biệt danh Cù Lũ Giảng. Nếu có bạn nào từng binh sập xám, chắc thừa hiểu Cù Lũ chỉ có thua Mậu Binh. Có lẽ ông tiểu đoàn trưởng này cũng thuộc loại có cựa. Đó là một đại úy, người to lớn bề vệ, đầu gần như hói. Ông tiếp tôi trong căn hầm chỉ huy tuy không lớn lắm, nhưng dù ngồi, đầu ông cũng gần đụng tới nóc. Có lẽ trong thời gian vừa qua, tiểu đoàn đụng địch liên miên, tình hình chiến sự bên đây rất sôi động. Ta vừa phải bung quân lục soát, vừa phải giữ các yếu điểm, rải mỏng quân giữ trục lộ từ biên giới tới đây hơn chục cây số. Địch thì rình, đời ta sơ hở tập trung lực lượng tập kích, lấy đông đánh ít, sự tổn thất không thể tránh khỏi. Mới 2 tuần trước khi tôi về đây, một niên trưởng đã ra đi vĩnh viễn, Nguyễn Hữu Cung. Tiểu đoàn trưởng hỏi tôi vài câu lấy lệ, công điện từ trung đoàn đã đến từ lâu. Tôi cũng không phải là sĩ quan chiến tranh chính trị đầu tiên về đơn vị. Sau khi khuyên tôi cố gắng để nhanh chóng thích ứng, ông cho tôi về làm đại đội phó đại đội 7, nhờ niên trưởng thành dẫn tôi ra đại đội. Ông với đưa cho tôi lệnh phạt 15 ngày trọng cấm của trung đoàn trưởng. Tôi theo niên trưởng thành ra ngoài vành đai căn cứ, nơi đại đội tôi đang làm nhiệm vụ giữ an ninh. Cái căn cứ này rất nhỏ, chu vi chưa tới 100 mét vuông, được xe công binh ủi thành 2 vòng tròn đầm tông. Vách đất cao chừng 2 mét, cách nhau độ hơn 10 thước. Vòng trong là bộ chỉ huy tiểu đoàn, một trung đội pháo binh 105 ly với 2 khẩu súng và một hầm đạn nổi chứa khoảng 2.000 trái pháo. Vòng ngoài được tô điểm với những lô cốt nổi, cấu tạo bởi những thùng đạn pháo binh và bao cát. Đó cũng là nơi lính trú ngụ. Phía ngoài là vài hàng concertina thả vòng quanh căn cứ. Xa chút nữa, trong khoảng chu vi hơn 200 thước, đất trống trải nhờ xe ủi đã san bằng để phe ta dễ dàng quan sát nếu địch dám bén mảng tiếp cận. Kỳ 2. Trên chiến trường sôi động. Niên trưởng thành dẫn tôi qua khỏi ủ đất bên trong, quẹo trái chừng 10 bước thì tới căn hầm của bộ chỉ huy đại đội. Một cái hầm nửa nổi nửa chìm, cũng do những thùng đạn pháo binh xếp thành hình vuông. Chung quanh vây bởi vài hàng bao cát có chừa 3 lỗ châu mai ngang tầm người đứng. Nghe gọi, đại đội trưởng đang nằm trên chiếc võng ni lông cột xéo một góc hầm, choàng dậy bước ra. Làm đúng thủ tục trình diện như lúc còn ở quân trường, tôi vừa quan sát. Dáng người tầm thước, da ngâm đen ở mặt và 2 cánh tay. Nhưng qua khoảnh hở nơi cổ, nước da không đến nổi. Cái đen chắc là do dày dạn nắng mưa sương gió. Ông ta mặc áo thun, chân mang đôi dép Nhật, trông không khác một anh lính trơn bình thường. Tôi đã được niên trưởng thành cho biết trước, ông này xuất thân từ hạ sĩ quan, được đi học khóa sĩ quan đặc biệt và leo lên tới chức vụ này. Thường những người như vậy hay có mặc cảm với đám sĩ quan, nhất là sĩ quan hiện dịch, lại còn cái mắt chiến tranh chính trị. Sau khi niên trưởng thành bỏ đi, lúc đó cũng đã hơn 5 giờ chiều. Trung úy Định, tên vị đại đội trưởng của tôi, kêu ông thượng sĩ thường vụ đại đội dẫn đến cho tôi một chú tà lọt. Đây là danh từ ở ngoài tác chiến chúng tôi thường dùng để chỉ những người lính có nhiệm vụ giúp đỡ các sĩ quan trong công việc lặt vặt hàng ngày, như mang đồ ngủ cá nhân, dọn dẹp chỗ ngủ, đào hầm hố, v.v. Chú lính của tôi còn rất trẻ, thìm, không to con lắm nhưng nhìn vẻ lanh lẹ. Hắn đỡ chiếc ba lô từ tay tôi,
lằng lằng đi vào hầm giăng ngay cho tôi một cái võng. Đồ cá nhân tôi cũng chả nhiều nhặn gì, một bộ đồ trần để thay đổi, một cái mền nhà binh và một tấm bông xô. Hắn gom hết bỏ sang ba lô của hắn. Vừa xong, một anh lính khác bước vào mời ra dùng cơm. Bữa cơm chiều đầu tiên của tôi tại đơn vị thật thanh đạm. Một nồi cơm lớn được đặt ở giữa, cạnh một nồi canh chua lá bứa nấu với khô gì đó tôi không rõ. Cái nắp vung được trưng dụng làm đĩa xếp trên đó ít con khô sặc. Cả một ban chỉ huy đại đội gồm hai ông trưởng phó, thường vụ, ba lính truyền tin, một y tá và hai tà lọt. Mỗi người một cái muỗng xúm vào xeo nảy nồi cơm, húp canh và xé khô bằng tay. Bữa cơm chấm dứt cũng khá nhanh, chỉ độ 10 phút. Tôi ăn ngon miệng thật tình vì từ 10 giờ sáng, lúc leo lên xe ở hậu cứ tới giờ, tôi đâu có gì bỏ bụng. Có một câu chuyện nho nhỏ ở đây, sau này qua một thời gian thử lửa. Khi thấy tôi không ai chỉ vẽ mà vẫn chứng tỏ khả năng tác chiến vững vàng, tay đại đội trưởng này mới thổ lộ: ông khá thật, chẳng bù cho đào hồng trước đây, ăn qua loa lấy lệ xã giao với lính. Sau đó hỏi tôi chừng nào mới lên nhà ăn sĩ quan. Không biết hắn có đặt chuyện cho niên trưởng đào hồng hay không, nhưng thử cửa tôi thì hắn đã làm. Mấy tháng sau đó, trong một cuộc hành quân qua vùng rừng tre mênh mông ở Bù Nho, Phước Long, sáng họp các trung đội trưởng phân phối nhiệm vụ, tôi cũng ở cạnh hắn không hề nhắc tới. Sẵn tấm bản đồ, tôi lắng tai nghe mỗi khi hắn điều động trung đội mở đường đi phương giác nào. Cứ mỗi trăm bước đôi, tôi vừa đi vừa đếm là vạch trên bản đồ một vạch để có thể tự chấm cho mình một tọa đồ. Tôi phòng xa, rủi hắn ngụm củ tỏi bất thình lình, không phải trù ẻo, nhưng chiến trận ai mà biết được, chắc chắn tôi sẽ là người trách nhiệm, phải thủ trước. Một buổi chiều vừa cơm nước xong, hắn cười cười hỏi tôi: tôi đố ông biết mình đang ở đâu. Không ngượng ngập, tôi nói ngay điểm đứng ở chấm trên bản đồ. Cuộc đời tác chiến của tôi bắt đầu từ đây. Sau bữa ăn trời cũng vừa sập tối. Leo lên võng, tiếng léo nhéo vang trong hai cái máy truyền tin PRC-25. Tiếng trả lời, những tiếng khè khè gián đoạn đưa tôi vào giấc ngủ. Hai tiếng nổ lớn khiến tôi giật mình thức giấc. Thêm vài tiếng nữa, tôi mới nhận ra đó là tiếng nổ phát ra từ hai khẩu 105 ly đặt sâu ụ đất bên trong. Xa xa đâu đó vọng lại những tràng súng nổ, rồi im lặng trở lại, và tôi lại thiếp đi trong giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi trải qua ngày đầu tiên nơi chiến trận giản dị như thế, nhưng những ngày sau đó hoàn toàn khác hẳn. Chỉ một tuần sau đó, đang đóng quân trong một khu rừng cao su, thì đơn vị bạn cách đó khoảng nửa cây số đụng địch. Đại đội ra lệnh báo động, thấy lính tráng chụp vũ khí nhảy vào vị trí, tôi cũng vớ vội dây ba chạc đeo vào người, móc khẩu côn lên đạn cái rộp. Mấy thằng đệ tử trong bộ chỉ huy và cả tay đại đội trưởng nhìn tôi phá ra cười. Thì ra, lần đầu tiên nghe tiếng súng nổ, nhất là trong rừng cao su, tôi chưa nhận định được khoảng cách nên tưởng rất gần. Hai ngày sau đó bị thêm một vố nữa. Căn cứ chúng tôi đang nửa đêm bị pháo binh 204 ly của Mỹ pháo lầm. Chỉ có hai trái lọt vào ngay giữa ụ pháo binh. Hầm đạn với 2.000 trái 105 ly bốc cháy và bắt đầu phát nổ. Từng tiếng nổ dữ dội phát ra kèm theo với những miếng đạn văng tứ phía khiến căn cứ trở nên náo loạn. Tôi tụt xuống khỏi chiếc võng, xỏ giày, trang bị xong chạy ra khỏi hầm thì chỉ còn một tên đệ tử mang máy truyền tin giữ máy liên lạc với các trung đội. Hai thầy trò kéo nhau phóng tới bờ đất phòng thủ ngoài cùng và nằm rạp xuống để tránh những miếng đang bay khắp phía. Đại đội trưởng không biết đã biến đâu mất. Cái máy truyền tin liên lạc không thấy các trung đội trả lời. Thằng nhóc truyền tin theo kinh nghiệm đoán rất nhanh và quay sang nhờ tôi: họ qua tần số lớn hết rồi,
ông thầy làm ơn vặn giùm em đổi qua tần số lớn đi. Hắn đọc ra cái tần số. Ngoài tác chiến, chúng tôi thường sử dụng danh từ máy lớn, máy nhỏ để phân biệt. Máy lớn liên lạc với tiểu đoàn, máy nhỏ liên lạc với các trung đội. Mỗi loại máy có một tần số riêng. Tôi ngồi dậy, đưa tay vặn hai cái núm tìm con số hắn vừa đọc. Chỉ được vài nấc, hai chiếc núm kẹt lại không chịu di chuyển nữa. Chết mẹ, tôi nghĩ thầm, làm sao đây? Thử nghiến răng xoay mạnh cũng vô hiệu. Kiến thức tối thiểu bằng những buổi ngủ gật ở quân trường đã khiến tôi toát mồ hôi hột. Chả lẽ bảo với hắn tôi không biết xài máy PRC-25? Đang kiếm cách gỡ rối thì một tiếng nổ bùng lên kèm theo những mảnh bay vụt qua đầu. Tôi bỏ máy úp mặt xuống né. Lợi dụng thời cơ, tôi quay sang. Tối quá tao không thấy rõ. Với lại ở đây nguy hiểm quá. Thầy trò mình dọc hàng rào ra ngoài cho đỡ miễn đã rồi tính sau. Không kịp để hắn phản ứng, tôi chồm dậy, phóng mình băng đại qua lớp kẽm gai bên ngoài, hướng về phía con lộ. Hắn cũng theo sát ngay. Cũng may chúng tôi không đạp trúng mìn bẫy lính gài. Sự thật, tôi đâu có biết ban đêm lính gài mìn bẫy ở đâu. Ra tới ngoài lộ, tôi thoát nạn. Hắn đặt máy xuống đất và tự mình thay đổi tần số và liên lạc được với đại đội. Ngài đại đội trưởng, kinh nghiệm cùng mình, đã nhanh nhẹn dọt ra ngoài từ ít phút đầu tiên và điều động đại đội ra theo, đang bố trí đại đội phía trong con lộ, đối diện căn cứ khoảng hơn 100 thước. Thoát cảnh đạn nổ, tôi không mừng lắm. Cái chính là thoát được khỏi mất mặt với thuộc hạ vì sự ngu dốt của mình. Thời gian hơn 2 năm ở quân trường mẹ, kiến thức thu thập chỉ là con số 0. Tôi hoàn toàn bỡ ngỡ trước hoàn cảnh mới. Để thích ứng và tồn tại, tôi phải tự tìm tòi học hỏi từ đó. Học hỏi kinh nghiệm dày dặn của tay đại đội trưởng xuất thân từ hàng hạ sĩ quan đi lên mà hắn vì mặc cảm không hề chỉ bảo. Học hỏi cách đáp ứng với tình thế của ngay cả những binh sĩ trong đơn vị. Học âm thầm vì không thể nói là mình không biết. Cứ như thế, tôi đã trải qua hết trận chiến này đến trận chiến khác. Bố Đức, Đồng Xoài, Đức Phong, Lộc Ninh, Bình Long, Chân Thành, Long Nguyên, An Điền, Bến Cát. Những ngày tháng như thế tiếp diễn liên tục. Bạn bè cùng về một trung đoàn thật ít khi gặp mặt. Mỗi tiểu đoàn phụ trách một vùng trách nhiệm khác nhau. Gặp nhau quả là một tình cờ hú họa. Với Hoàng, lần gặp đầu tiên sau 29 ngày đêm tại Snun, tiểu đoàn tôi rút về Lộc Ninh sau khi tiểu đoàn 4 trung đoàn 7 sang thay thế. Mới về chiều hôm trước, sáng đang lững thững ra chợ. Cái chợ chiều dài chưa được 100 thước thì nghe tin quân ta đã về. Cầm quân đã tập trung cả một công trường bao vây, tấn công và phục kích một đoạn đường dài hơn 10 cây số từ Snun về sát biên giới Việt Nam. Tiền pháo hậu xung nhằm đè bẹp quân ta với cấp số chỉ một trung đoàn mà sau mấy tháng trời đã mệt mỏi vì hành quân liên tục. Gặp Hoàng còn nguyên vẹn, tôi mừng thầm cho bạn. Tôi đã học được những bài học vỡ lòng thật quan trọng cho cuộc đời binh nghiệp của tôi sau 29 ngày đêm tại chiến trường này. Nó đã giúp tôi vững vàng, trưởng thành và tồn tại qua cuộc chiến đầy gian nan mà tôi sẽ còn gánh chịu sau này. Tháng 2 năm 1972, trung đoàn tôi được lệnh hành quân tại vùng biên giới phía Bắc An Lộc. Mệnh danh là vùng Mỏ Vẹt, lưỡi câu giáp ranh với tỉnh Kratie của Campuchia. Sau một tuần trải quân lục soát, chúng tôi phát hiện địch đã ủi những đường lộ khá rộng, khoảng 4-5 thước bề ngang, với những hệ thống dây điện thoại trải dọc theo đường, suốt từ biên giới chạy dài về Bình Long, băng qua những rừng rậm, suối đồi, những đồn điền cao su mênh mông. Chúng tôi thỉnh thoảng chạm địch, nhưng chúng chỉ là những toán nhỏ, có thể giao liên, tiền thám hay công binh truyền tin gì đó. Thường chúng né tránh bỏ chạy, không hề gặp một đơn vị lớn. 3 ngày sau, do tin tình báo,
Chúng tôi được lệnh bằng mọi giá phải kéo về ăn lọc gấp trong vòng 24 tiếng. Địch đang tập trung lực lượng chuẩn bị tiến chiếm Bình Long với cấp số lớn. Chúng tôi không ước lượng lớn cỡ nào. Chỉ nhìn những đường lộ uối rộng như vậy cũng hiểu chúng phải mang cả công trường là ít. Chúng tôi gần như chạy. Vài lần chạm súng, địch bỏ lại xác và vũ khí chúng tôi cũng được lệnh không cần thu dọn. Chỉ trong một ngày, chúng tôi băng rừng lội suối về tới thị xã. Đại đội tôi được lệnh bố trí chốt lại đồi Đầm Long, án ngữ ngay hướng bắc về phía Lộc Ninh. Tình hình lúc này chưa có gì. Chúng tôi còn thả bộ lầm vòng quanh khu chợ. Vẫn còn sinh hoạt náo nhiệt với các quán xá mở cửa. Người qua lại đông đúc. Qua ngày hôm sau, địch bắt đầu mở màn bằng những tiếng pháo từ hướng tây bắc thị xã. Một hai trái đầu tiên khiến dân chúng nhốn nháo hoảng sợ. Một số hàng quán đã vội vàng đóng cửa. Không khí trở nên nặng nề, khó thở. Đường phố vắng hẳn. Những ngày tiếp theo cũng vậy. Chúng tiếp tục nã đạn lai rai vào thành phố. Đạn rất lung tung, khi ở chỗ này, khi ở chỗ nọ. Có lúc bay tuốt đâu đâu, sau này chúng tôi hiểu được. Với sự trợ giúp của máy tay nội tuyến nằm trong thị xã, chúng đang điều chỉnh tác xạ. Với chúng tôi, pháo kích là chuyện cơm bữa. Lính tráng mấy khi được ở thành phố, mấy trái pháo kia làm sao có thể giữ chân họ nổi. Tôi gặp Nguyện ở đây trong một quán cà phê sáng ngày thứ ba từ khi về thị xã. Nguyện vẫn thuộc đại đội niên trưởng Việt và đang trấn giữ vành đai phía tây thị xã, sát cạnh ti chiêu hội. Nguyện đi một mình vì niên trưởng Việt đang mắc họp ở tiểu đoàn. Nguyện đen sạm hẳn đi, nhưng có vẻ rắn chắc hơn cái ngày chúng tôi còn nằm chung trong cái băng cơ ngày nào. Cũng chẳng có trao đổi gì nhiều ngoài sự thăm hỏi tình hình bạn bè và dăm ba chuyện gẫu. Chúng tôi lại chia tay sau đó. Buổi chiều, chúng tôi được lệnh di chuyển về đóng chốt tại rừng cao su Sa Cam, phía nam thị xã, cách thị xã độ hơn cây số. Đại đội tôi đóng tại đây được một tuần lễ thì địch tiếp cận bao vây. Những ngày đầu, chúng mở vài đợt tấn công nhưng thất bại. Vì chúng tôi đào hầm hố có nắp khá kiên cố. Chúng tôi cũng học theo cách làm hầm chữ L của bọn chúng. Có hai vị trí chiến đấu hai đầu. Hầm rất hẹp để tránh pháo kích. Trên có nắp bằng những nhánh cao su xếp sát lại và độ đất cao bên trên rất chắc chắn. Đạn cỡ 122 ly nổ trên nắp hầm không nhầm nhò. Đạn cối chỉ gãi ngứa trừ phi rớt đúng ngay miệng hầm. Tấn công chúng tôi, địch chỉ có cối 61-82 yểm trợ. Sau những loạt tiền pháo không mấy hiệu quả, chúng phóng ra một đợt hậu xung, thì mìn Claymore tự động nổ vang và đồng thời lãnh hàng loạt đạn đủ loại của chúng tôi khai hỏa. Chúng co vòi thụt lại. Sau vài lần thử lửa nữa, chúng chỉ kéo thêm xác đồng bọn về. Có lẽ không xác định được vị trí cũng như số mìn chúng tôi gài. Để tránh thiệt hại, chúng đổi chiến thuật. Tối ngày sau, chúng tổ chức đánh đặc công. Cũng khoảng nửa đêm, 4 tên đặc công tất cả, 2 tên đi trước chia thành 2 cánh song song, cách nhau 2 hàng cao su, ở trần mặt xà lõn, tay cầm K-54, bụng cột một chùm beta bò vào. 2 tên sau, quần áo đầy đủ, mang AK. 1 tên loay hoay thế nào không biết, đã trúng sợi dây mìn tự động mìn nổ ngay. Vô phúc, tên còn lại, tuy không đứng ở vị trí trái mìn nào cả, nhưng do hoảng sợ vì tiếng nổ, chạy xéo qua một bên, bèn lãnh ngay một trái khác cũng gục tại chỗ. 2 tên bò vào gần tới. Không còn thế lùi, vì có lùi cũng đâu biết mìn chỗ nào mà né. Chúng liều vùng đứng dậy, chạy vào vòng đóng quân của đại đội tôi rút beta liền. Vô phúc cho chúng, tôi đã từng trải qua kinh nghiệm xương máu với kỳ đặc công đánh trường năm nào. Lính đã có lệnh, ban đêm, có chuyện xảy ra, tất cả xuống hầm, ai chạy trên mặt đất là địch bắn xả láng. Chúng tôi khai hỏa, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5 phút, im lặng trở lại.
Chúng tôi cố thủ tại hầm chờ trời sáng. Kết quả tờ mờ sáng, hai xác đặc công đang nằm sõng sượt trên mặt đất. Một tên người lỗ chỗ cả chục vết đạn, tên kia một trái M79. Cái đầu đạn vàng khè nằm ngay giữa bụng do sức ép chui vào lọt bên trong làm banh bộ lòng ra ngoài. Nhưng đầu đạn không nổ vì khoảng cách bắn quá gần. Chúng tôi tịch thu hai khẩu K-54 qua liên lạc máy. Toán tiền đồn báo về cũng đã lượm thêm hai khẩu AK 147-150. Chưa chịu bỏ ý định tính sổ tụi tôi, ngay tối hôm đó, khoảng nửa đêm, chúng vào một cái ấp gần đó lùa bầy trâu của dân đẩy vào phòng tuyến đại đội. Chúng tôi đang ngủ thì liên tiếp những tiếng mìn nổ vang dội chung quanh. Vội vàng xuống hố bố trí, chúng tôi chờ địch xung phong, cố gắng dõi tầm mắt xuyên qua bóng đêm dày đặc để quan sát. Nín thở để nghe ngóng từng tiếng động. Cả tiếng đồng hồ im lặng trôi qua, không một tiếng động, không có dấu hiệu nào chứng tỏ địch mở đợt tấn công. Tất cả được lệnh chấm dứt báo động ngoài trừ những người có nhiệm vụ canh gác phải cẩn thận hơn.